Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình cũng như sẽ nhận được những video mới khi mình mới đăng lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là gì. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Chào chị ạ. Chị ơi, em và bạn ấy yêu xa. Em học tập và sinh sống tại châu Âu, còn bạn ấy vẫn ở Hà Nội và sắp qua cùng em. Chuyện tình cảm của em khá đẹp, chỉ có điều em hay mè nheo, nhõng nhẽo để được dỗ dành, nên thành ra nhiều khi làm bạn trai mệt mỏi, hờn giận trách móc chị ạ. Một tuần trước đây vì một chuyện nhỏ mà bọn em dỗi nhau và không liên lạc đến tận bây giờ. Sáng nay anh ấy có nhắn tin hỏi han nhưng em không vồ vập, làm theo lời như chị nói trong các vlog trên YouTube. Nhưng bỗng nhiên cả ngày nay em nhớ bạn ấy quá, muốn gọi điện, quan tâm. Em cũng không biết là em nên làm gì nữa. Và em cũng thực sự không nỡ vì chút chuyện như thế dẫn đến chia tay và không chấp nhận được việc mất bạn ý. Dù mọi ngày em luôn cố gieo vào đầu mình suy nghĩ là sẽ gặp được người tốt hơn. Bạn ý không xứng với em nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn và trống trải lắm ạ. Mong chị đọc được tin nhắn của em và cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều. Em thân mến, chị nghĩ rằng đã có cái sự hiểu sai của em về các cái thông điệp mà chị truyền tải trong các video. Em ơi, bây giờ là em sai với bạn ý. Em luôn cho bạn ý những cảm giác tiêu cực, em cứ đòi hỏi yêu thương. Xong rồi bạn ý lại chủ động nhắn tin cho em rồi, người ta đã xuống nước đến mức độ như vậy rồi. Mà bây giờ em lại còn nghĩ là ôi, mỗi ngày em phải nghĩ phải có người đàn ông tốt hơn. Em ơi, với cái cách ứng xử như thế này thì người đàn ông tốt, tuyệt vời, hoàn hảo trên đời này cũng không thể làm em hạnh phúc được. Em cũng không thể nào có hạnh phúc với cái tư duy như thế được. Em ạ, chị có nói rằng nghĩ về người đàn ông tuyệt vời hơn, đấy là khi mình bị ruồng bỏ, đấy là khi người ta không yêu mình, đấy khi là mình đúng với người ta mà người ta sai với mình, hoặc người ta phản bội mình, hoặc người ta đánh đập mình, một người đàn ông không xứng. Lúc đấy mình sẽ phải biết rằng mình có một người đàn ông tuyệt vời hơn. Nhưng mà chị thấy ở đây người đàn ông của em chẳng làm sai cái gì cả, đúng không? Em phải biết trân trọng những gì em có. Tình yêu nó không phải là cái thứ tùy tiện mà mình dễ yêu dễ chán được. Tình yêu là một cái thứ khi mình yêu mình có cam kết với người đấy, mình sẽ chung thủy và yêu thương người đấy. Mình sẽ không bao giờ phụ người ta, thà để người ta phụ mình không bao giờ phụ người ta. Đấy mới là một tình yêu cao thượng, cao đẹp mà ở đấy em xứng đáng để có được hạnh phúc. Em nghĩ xem, trong tình yêu này em có xứng đáng để hạnh phúc không? Đầu tiên là trong đầu em luôn nghĩ là em biết là em sai rồi. Em không hề có cái sự cải thiện cho cái sai đấy. Em chỉ đáp lại bằng sự không vồ vập của mình. Thế em phải biết là trong tình yêu em muốn được yêu, em phải cho người ta lý do để yêu em. Lý do để yêu em là gì? Yêu em có cái gì tốt đẹp? Em nghĩ là chỉ xinh đẹp thôi á, hay giàu có thôi mà đủ á? Không. Mình phải có cái gì tốt đẹp, phải ở bên cạnh mình, người ta phải cảm thấy thoải mái, phải cảm thấy hạnh phúc, người ta mới có thể lâu dài với mình được. Cộng thêm cái việc mình đã lạnh lùng với người ta rồi, mình đã không chủ động làm lành với người ta rồi, mình còn trong đầu mình còn nghĩ là mình phải xứng đáng với một người tốt hơn nữa. Thế chị thấy là em quá tệ đấy. Em mà nghĩ như thế em tệ quá. Bây giờ em phải biết này, tình yêu sẽ không thể tồn tại được, không thể tồn tại lâu dài được nếu em cứ luôn luôn ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình. Chị biết em còn trẻ nên em hành động rất bản năng, chị hoàn toàn hiểu được điều đấy. Nhưng đấy chính là lý do mà người ta hay nói rằng thường là những người trẻ yêu thì hay kết thúc, hay không đến được với nhau á, là bởi vì chưa đủ trưởng thành để nuôi dưỡng cái tình yêu đấy. Em phải học cách để nuôi dưỡng tình yêu này. Nuôi dưỡng tình yêu này bằng những sự quan tâm, bằng những sự ngọt ngào, bằng cái việc chịu, có những lúc phải chịu phần thiệt về mình để vì đại cục, vì muốn hạnh phúc cho người yêu của mình. Đấy, em phải đủ cao thượng, người ta mới có lý do để yêu em. Bây giờ với tình huống của em như này, chị nghĩ này, trong đầu em phải thay đổi cái tư duy đi đã. Đầu tiên mình đến bên cuộc sống của anh ấy là để làm gì? Để đòi anh ấy quan tâm mình á? Để anh ấy phải yêu mình á? Để mình phải sở hữu anh ấy á? Không. Đấy là cái tư duy nó quá bản năng và nó sẽ không bao giờ cho em một hạnh phúc tuyệt vời. Em phải biết em đến bên cuộc sống của anh ấy để làm cho anh ấy hạnh phúc, vì anh ấy cần có em. Chính cái tư duy đấy nó sẽ khiến em luôn ứng xử một cách tuyệt vời, giống như một thiên sứ ấy. Để anh ấy phải trân trọng, để anh phải yêu thương, để anh có lý do để anh dành những điều tốt đẹp nhất cho em, đúng không? Bởi vì em tốt đẹp mà, em đến để mang hạnh phúc, không phải đến để đòi hạnh phúc, không phải đến để đòi anh đưa cho em thì em hài lòng, anh không cho em thì em bỏ anh. Chẳng có lý do gì để một người như thế có được hạnh phúc cả, đúng không? Em phải biết là em đến để trao cho anh hạnh phúc. Ở bên em anh có niềm vui, ở bên em anh có sự thoải mái mà ở bên cạnh người khác anh không có được. Thế cho nên chị mới nói rằng hãy biết rằng mỗi một ngày chị có làm rất nhiều những cái video về chủ đề, những câu nói kích hoạt cảm xúc, những câu nói ngọt ngào, những câu khen người yêu, những câu nói để người ấy nhớ mình, yêu mình, muốn gặp mình luôn, muốn liên hệ với mình ngay, những câu nói ngọt ngào đấy.
mỗi một ngày chị khuyến khích tất cả các cặp đôi dùng 1 đến 3 câu, ít nhất 1 đến 3 câu với nhau. Không nên quá nhiều nhá, quá nhiều thì nhảm. Cái gì quá thì không tốt. Ít một ngày ít nhất là 1 câu, 1 đến 3 câu nói chuyện ngọt ngào với nhau để người ta cảm nhận được cái sự ngọt ngào. Người ta cảm thấy sự thoải mái, sự tích cực. Tìm đến em là người ta cảm thấy vui, cảm thấy ngọt, cảm thấy được thỏa mãn cái mong muốn được làm một người đàn ông, được tự do, được thoải mái, đúng không? Có được những niềm vui. Phải cho người ta mỗi khi tìm đến em mà có cảm xúc tích cực đấy, người ta sẽ không rời em ra được. Bởi vì cuộc sống này ngoài kia đầy rẫy những khó khăn, những vấp ngã, những điều tồi tệ. Và người ta mong muốn có được một nơi bình yên, mà nếu như em có thể cho người ta tất cả những điều ngọt ngào đấy, người ta sẽ không thể rời em được. Chứ không phải gặp em là đòi yêu thương, gặp em là giận, là dỗi, là hờn. Đúng không? Đôi khi giận dỗi là hờn cho tình yêu nó thêm màu sắc thôi. Là em chủ động làm thế chứ không được phép như thế thật. Còn nếu ở bên cạnh em toàn cảm xúc tiêu cực, lý do gì để người ta tiếp tục yêu em nào? Có thể bây giờ người ta còn chịu đựng em đấy, người ta còn tiếc em đấy, vẫn còn thấy là à em vẫn còn giá trị đấy. Nhưng cùng với thời gian em càng như thế nhiều, em càng không có tư duy đúng trong tình yêu, không mang đến hạnh phúc cho người ta, không yêu cách chân thành, không yêu cách chung thủy, không yêu một cách bền lâu. Thì làm sao người ta cho em những tình yêu như thế được? Mình muốn có cái gì mình phải trao đi một tình yêu như thế chứ. Sau khi có một cái tư duy mình bước đến để mang đến hạnh phúc cho anh ấy rồi, thì rồi em mới bước đến bước tiếp theo để có thể xử lý và hàn gắn cái mối quan hệ này. Bây giờ anh ấy nhắn tin cho em thì đương nhiên là anh không thể là vồ vập được, bởi vì chính anh ấy cũng chán cơ. Nhưng vì anh ấy muốn níu giữ cái tình yêu này, anh muốn bồi dưỡng cho cái tình yêu này, anh ấy ít nhất anh cũng đã thể hiện cái sự nỗ lực rồi, thì em cũng sẽ phải nhắn lại cho anh ấy. Không phải lúc nào cũng là người đàn ông phải nồng nhiệt với em đâu. Em cứ làm sai tẹt đi xong rồi người ta phải chiều em, chạy theo đuôi em mãi á, không có chuyện như thế. Người ta cũng có những nỗ lực của người ta rồi thì mình cũng phải có những nỗ lực của mình. Nhắn với anh ấy rằng anh ơi, thời gian qua có phải em, sự trẻ con của em, sự giận dỗi của em đã làm anh rất mệt mỏi phải không? Em thương người yêu của em quá, đáng nhẽ em phải biết nói những lời ngọt ngào, đáng nhẽ em phải quan tâm đến cảm xúc của người yêu em hơn. Em giận bản thân mình quá, anh đừng giận em nữa nhá, em biết sai rồi. Ví dụ như thế. Đấy, nhắn một cái tin như thế, có phải là mối quan hệ của em lại hòa hề không? Xong rồi có khi sau cái vụ cãi nhau đấy bọn em còn yêu nhau nhiều hơn. Bởi vì sau tất cả em nhận ra vấn đề, em cho anh ấy hạnh phúc, thì bọn em nhận ra là chúng ta còn có thể hàn gắn những mối quan hệ này, chúng ta còn yêu nhau nhiều hơn ấy chứ. Đấy, đây là cái kỹ năng của chúng ta xử lý tình huống, để khiến cho những mâu thuẫn nó không làm bọn em rời xa nhau, mà còn làm cho em gắn kết với nhau hơn. Nếu như bọn em biết xử lý những cái mâu thuẫn, những cái vấn đề bằng những câu nói ngọt ngào giống như chị vừa chỉ ở trên ấy. Em nghĩ mà xem, nhận xong cái tin đấy anh có thể giận em được không? Rồi với cái tin nhắn ngọt ngào của mình anh ấy trả lời thế nào không? Mình không quan trọng. Bởi vì mình đã trao đi sự tốt đẹp, mình đã trao cho anh ấy những tình cảm chân thành, mình mong cho anh ấy được vui vẻ. Còn anh ấy đáp lại nhiệt tình thì mình vui, không nhiệt tình mình cũng không buồn. Đó, bởi vì mình có niềm vui của một người cho đi. Nhưng mình cho đi, mình trao đi hạnh phúc. Thì đôi khi đấy là cái điều mà chị nói là trong tình yêu đôi khi mình phải chịu phần thiệt đấy. Không phải là mình cứ nói ngọt thì người ta phải ngọt với mình, không có chuyện thế. Nhưng đôi khi mình cũng phải chấp nhận là có những thứ nó không như mình muốn, để rồi mình luôn hướng tới cái đích mà mình muốn, và rồi mình sẽ có được cái hạnh phúc mà mình xứng đáng. Thì đấy là những cái điều mà chị chia sẻ với em. Hy vọng rằng em sẽ vun vén tình yêu này, chứ không phải là diệt cái tình yêu của mình như trước đây nữa nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.